bị cắt lương đột ngột hàng trăm thợ đình công. Báo Thanh Niên cho biết, hoạt động của công ty Galan Dachan Seafood tọa lạc tại khu kỹ nghệ Quang Phúc, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi bị đình trệ vì hàng trăm công nhân tham dự cuộc bãi công bỏ việc. Một số công nhân có mặt tại cuộc đình công chiều ngày 5 tháng 10 nói rằng họ chưng hửng khi cầm số tiền lương tháng 10 trong tay. Một công nhân cho biết đã lãnh được 1.6 triệu đồng, tương đương 80 đô la cho 21 ngày công làm việc trong tháng 8. Thế nhưng, lương tháng 9 chỉ được 1.1 triệu đồng, tương đương 55 đô la, trong khi ngày công làm việc là 24. Trong khi đó, chủ công ty Galan Dachan Seafood giải thích rằng số tiền lương được trả khác nhau vì hai cách tính lương khác nhau. Công nhân được trả lương theo ngày công trong tháng 8, còn lương tháng 9 được tính theo đơn giá khoáng nên tiền lương bị giảm sụt. Đại diện công nhân cho biết không đồng ý với cách tính lương mới gây ra thiệt hại cho người lao động và đòi phải thực hiện cách tính lương cũ trước đây.